Phố ảo lạc nguy hiểm. Vâng, âm thanh Mỹ Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, tại thời điểm này cũng đã là 4 giờ chiều ngày 11 tháng 5 năm 2019. Cửa hàng âm thanh Mỹ Hạnh rất vinh dự được chào đón một đoàn khách đến từ Bắc Linh, chú Nguyễn Văn Sĩ. Chú cũng đã lựa chọn được một sản phẩm bên cửa hàng cung cấp trong buổi chiều ngày hôm nay là một chiếc âm ly Acouphase E303. Vâng, sản phẩm thì đã được những vị khách hàng thẩm âm với cửa hàng rồi. Và khi kiểm tra chất lượng máy bên trong thì những vị khách đã đồng ý trao đổi những sản phẩm bên cửa hàng. Vâng, chiều hôm nay thì cửa hàng về được một cặp loa Bose 601 Series 3 cùng với những chiếc âm ly đền đông, chiếc đầu CD đền đông về trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trong buổi tối thì cửa hàng sẽ thông báo hàng về và quay chi tiết những sản phẩm. Vâng, chiếc âm ly Acouphase E303 tại thời điểm này thì nó có khoảng giá là trên 30 triệu. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì luôn cung cấp những sản phẩm chính hãng, những sản phẩm có thương hiệu trên thị trường audio và được rất nhiều anh em trên diễn đàn cũng đã đánh giá rất cao về những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Vâng, âm thanh Đức Hạnh làm một clip ngắn như vậy thông báo cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết chiếc âm ly Acouphase E303 cũng đã có chủ theo chú Sĩ về Bắc Linh ngày 11 tháng 5 năm 2019. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.